Ok, hôm nay mình sẽ nói với các bạn về Queue Remesher. Queue Remesher là một cách để bạn có thể đi lưới một cách tự động, thay vì mình đi lưới lại bằng tay sử dụng toboggan hay là sử dụng Topology Plus, thì mình sử dụng Queue Remesher để đi lưới tự động. Thì đi lưới tự động thì nó có thuận tiện là nó sẽ đi lưới lại rất là nhanh, nhưng mà đôi khi nó sẽ không phù hợp để nếu bạn đi lưới cho nhân vật để mà gắn xương hay là diễn hoạt. Nhưng mà trong trường hợp này thì trường trường đi lưới để làm một bức tượng nên cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Bây giờ với Queue Remesher thì Automask thì mình sẽ giải thích một số cái attribute, một số cái thuộc tính của nó. Automask thì bạn cứ bật nó lên đi để coi nó tác dụng gì. Thì nó sẽ tự động tính toán cái vùng nào lồi lõm để mà nó sẽ đi cái lưới dựa trên cái đó, thì bạn cứ bật nó lên. Còn cái này là mask density. Ví dụ như là bạn mask cái vùng mà bạn muốn cái vùng mắt nó sẽ có nhiều lưới hơn để mình có thể thấy rõ, hay là vùng răng đó, thì cái mask density nó sẽ định cái số lượng polygon mà cái nó sẽ tạo ra nhiều hơn. Ví dụ đây mình để 1.5 có nghĩa là nó sẽ nhiều hơn 1.5 lần so với số lượng polygon ở các vùng khác. Mình đã thường để 2 đi. Ví dụ dạ. Control mask. Control mask nguyên cái đầu luôn. Đó. Rồi. Tới target polygon count có nghĩa là nó dựa lên trên số ngàn, có nghĩa đây số 30 có nghĩa là 30.000. Nếu bạn Query Master xong thì số lượng polygon sẽ trở thành 30.000. Thường thì mình để 30.000. Thì cái con số này thì nó dựa trên cái máy tính của bạn. Ví dụ như là máy tính bạn có nhiều RAM á, thì ví dụ mình tính bằng nhiều RAM thì thường mình đi số lượng polygon mình có thể lên đến mười mấy triệu đi, 11 triệu. 11 triệu. Thì mỗi lần mình subdivide nó lên sẽ nó là nhân 4 lần. Nên bây giờ mình chia 4 lần nữa. Đó, thì mình sẽ dựa trên cái số lượng polygon mà máy tính của bạn, ví dụ như lúc lúc máy máy của bạn không nhiều RAM thì mình để khoảng 2 triệu, 3 triệu rồi mình chia, rồi mình tính ra cái số đó. Thường trường để 30 ngàn, đây tính là 4, 4 mấy ngàn, cả 30 ngàn được rồi. 30 ngàn. Và còn cái số này là cái số lượng, để coi lại, có nghĩa là cái subtool của bạn có bao nhiêu polygon thì nó sẽ giảm xuống còn một nửa, hoặc là giữ nguyên số polygon đó, hoặc là nhân đôi số polygon đó dựa trên cái số trên phía trên này đó. Còn cái stiffness có nghĩa là khi bạn vẽ, bởi vì Queue Remesher nó sẽ có đi liền với cái brush, gọi là brush nhấn B, nhấn bạn nhấn B thì ra cái bảng brush, và nhấn W. W là cái từ phía đầu của W Remesher, Q Remesher. Thì cái red này sẽ định hướng cái hướng đi của cái lưới mình sẽ tạo ra. Mà nếu bạn để stiffness mà nó kẻ số nó càng lớn á, thì cái lưới nó sẽ càng bắt chính, sẽ đi sát theo cái lưới mình đã vẽ ra. À dạ, Ctrl Z. Thì mình thường vẽ ra vào mấy cái chỗ lõm và những chỗ cao, bởi vì
mình phải vẽ các lưới này, nó sẽ đi theo cái hình khối mình đã tạo ra. Nếu mà cái lưới nó không đi theo mấy cái hình vậy thì khi mà mình làm low polygon nó sẽ không giữ được cái hình khối mà mình đã scope. Đó. Giải thích hết chưa ta? Đấy, có nhiêu đây thôi. Ok. Nói chung là bạn nên để stiffness là 1. Bởi vì nếu bạn để cao quá thì Curry nó tính toán không được chuẩn xác cho lắm. Rồi. Nhưng mà trước khi bạn sử dụng Curry thì bạn nên duplicate cái mesh của mình. Bởi vì sau khi sử dụng Curry nó sẽ tạo một đối tượng ít poly, và bạn phải có một đối tượng hai poly để bạn có thể áp lại cái mức độ chi tiết mà bạn đã tạo lúc trước. Rồi. Để mình mở cái file mình đã đi 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 lưới bằng Query Mesh. Đó. Bạn thấy là các brush nó sẽ đi theo những cái gì đây? Đó là những cái khối, hình khối của nhân vật. Nếu bạn muốn remove một cái đường nào đó thì bạn nhấn Alt+Tab, bạn kẻ ngang thì nó sẽ remove. Bạn nhớ là nên đi 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 brush ngang qua, đi qua những cái ngón tay hay là bàn tay hay là răng. Bởi vì những vùng đó thường nó thiếu polygon khi bạn sử dụng Query Mesher. Rồi, mình nhấn Query Mesher. Nó tính toán hơi lâu nên bạn nên kiếm cái gì đó làm rồi quay lại. Rồi, để mình pause, để dừng video này rồi, rồi mình quay lại. Ok, xong rồi. Lưới cũng rất là đều. Tuy nhiên có một số chỗ nó bị lỗi thì bạn dùng smooth, ship smooth, smooth lại. Rồi. Sau đó bạn để lấy lại số lượng chi tiết mà bạn đã tạo ở cái hai polymesh thì bạn trước trước tiên là bạn phải divide cái đối tượng của mình, Ctrl D hay là nhấn divide đây cũng được. Divide sao mà cho số lượng polygon của bạn là gần bằng với cái số lượng polygon của cái mesh bạn tạo lúc trước là 3 triệu. Divide cho tới khoảng 2 triệu là được. Rồi, bật cái poly mesh hai poly lên. Rồi bạn tìm xuống phía dưới có project, bạn nhấn project on. Rồi mình cũng phải đợi một chút xíu. Ok, xong rồi, xong rồi. Bây giờ bạn đã có chi tiết trên đối tượng low poly. Để mình cho nó xuống subdivision nhỏ nhất. Đó, bạn nhấn đi, nhấn đi, nhấn đi, đó. Mà trong trường hợp này mình có cái lỗi, cái hai poly bạn có thể không sử dụng nữa nên bạn có thể delete. Ok. Ví dụ nếu một số lỗi thường gặp là nó bị giống vậy, thì bạn xuống subdivision nhỏ nhất, nhấn shift D để xuống, rồi bạn smooth, smooth lại. Rồi bạn nhấn đi, nhấn 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 giờ, nhấn ship đi, rồi bạn smooth lại, smooth, nhấn đi, smooth, nhấn đi hơn nữa, d, nhấn d, nhấn giờ, rồi nó hết bị rồi đó. Rồi từ giờ bạn có thể lên chi tiết hơn nữa hoặc là polypen hay là tô màu cho nó. Rồi
kết thúc tutorial. Hẹn gặp lại các bạn trong tutorial kỳ sau.